Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang cơ sở huyện Vân Hồ phát trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Trang truyền hình cơ sở hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn gương người trưởng bản Mùi Văn Thiên ở bản Bó, xã Suối Bàng, huyện Vân Hồ. Người đã có hơn 30 năm nỗ lực cùng nhân dân thay đổi diện mạo, đời sống, kinh tế nơi vùng khó khăn. Cuối chương trình là phóng sự, doanh nghiệp đồng hành cùng sự phát triển của Vân Hồ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, từ một chàng thanh niên chưa tròn 30 tuổi đến khi đã bước sang tuổi lục tuần, người trưởng bản Mùi Văn Thiên ở bản Bó, xã Suối Bàng, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La vẫn luôn được bà con dân bản tín nhiệm và làm theo. Suốt hơn 30 năm qua, ông luôn là người tiên phong đi đầu trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, vươn lên trong phát triển kinh tế và nhiệt tình giúp đỡ bà con mỗi khi cần. Nhớ lại những ngày đầu cách đây tròn 34 năm khi mới được bà con trong bản tín nhiệm bầu làm trưởng bản, ông Mùi Văn Thiên vẫn còn nhớ như in những khó khăn của bản khi ấy. Cách trung tâm xã Suối Bàng chừng 8 km, đường đến bản Bó lầy lội bùn đất và không đi được bằng xe máy, cũng không có điện. 80% hộ dân trong bản là hộ nghèo, trình độ dân trí chưa hết phổ thông, khó khăn chồng chất khó khăn. Trên cương vị một người trưởng bản mới được bổ nhiệm và tuổi đời còn trẻ, chàng thanh niên Mùi Văn Thiên khi ấy không chỉ mang trong mình khát vọng cống hiến, mà còn tự hứa sẽ tìm hướng thoát nghèo cho bà con, đưa kinh tế và đời sống người dân bản Bó ngày càng cải thiện, nâng cao. Cái dân trí thì nó cũng không đồng đều, thì tuyên truyền về phổ biến về pháp luật, rồi vận động là triển khai mô hình là chăn nuôi và cái trồng cây, thay đổi cái nuôi con gì, trồng cây gì thì cũng gặp một số vấn đề khó khăn vì bà con cũng chưa hiểu rõ. Bản Bó chúng tôi thì cách trung tâm xã trên 8 cây, thì đi lại thì nó quá khó khăn, thì là về kể cả là những thông tin hai chiều, có khi thì gặp thời tiết trời mưa thì có khi chúng tôi hàng tuần hơn 10 ngày mới nhận được cái thông tin chỉ đạo của xã, của huyện. Kể cả ốm đau thì cũng là phải khiêng nhau ra ngoài trung tâm xã rồi mới có xe, rồi lại khiêng nhau xuống bờ sông, đón đò lên bệnh viện của Phú Yên. Để xua đi cái đói nghèo và từng bước thay đổi diện mạo quê hương, với ông Thiên động lực chính là sự đoàn kết của nhân dân trong bản và thế hệ trẻ là hạt nhân chính. Vì vậy, trong suốt những năm là trưởng bản, ông Thiên đã cùng ban quản lý bản không ngừng đào tạo, kiện toàn đội ngũ thanh niên trẻ có trình độ trong bản tham gia các công tác xã hội với tỷ lệ đạt trên 80%. Khuyến khích người dân tích cực tham gia chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Nhân dân trong bản đã tự nguyện đóng góp ngày công để kiên cố hóa hơn 200 mét đường giao thông nội bản, duy trì chăm sóc trên 500 con gia súc. Nhiều diện tích đất canh tác kém hiệu quả được chuyển đổi sang các cây trồng lâu năm như tách, cây ăn quả. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo của bản giảm dần qua các năm. Nhiều năm liền, bản được công nhận là bản không có ma túy, an ninh trật tự được giữ vững. Bác là một trưởng bản uy tín, được bà con tín nhiệm lâu năm, được bà con tin tưởng, vì bác là một trưởng bản gương mẫu, luôn giúp đỡ bà con phát triển kinh tế. Lại bà con có khó khăn gì về vốn hay vật nuôi cây trồng, bác luôn là sẵn sàng giúp đỡ bà con để bà con phát triển kinh tế. Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Bởi vậy, suốt chặng đường hơn 30 năm cống hiến cho bản, dù là việc lớn hay việc nhỏ, ông Thiên cũng đều tìm hiểu cặn kẽ rồi mới truyền đạt tới bà con. Trong phát triển kinh tế, ông Thiên cũng không ngại đi học hỏi nhiều nơi, thử nghiệm tại gia đình rồi khuyến khích anh em bà con cùng làm để cuộc sống ngày càng phát triển. Hiện nay, gia đình ông Thiên đang tập trung phát triển trên 7 hectare cây lương thực, trên 1.000 mét vuông ruộng kết hợp với chăn nuôi đại gia súc. Hàng năm, trừ chi phí, gia đình ông thu nhập trên 100 triệu đồng. Từ mô hình kinh tế của gia đình ông, đến nay bản Bó đã có nhiều hộ học tập, làm theo, từ đó cho thu nhập khá. Đồng chí Thiên là một trưởng bản
Đấy, tuy đã có tuổi nhưng mà rất nhiệt tình trong công tác cũng như là có uy tín với bản bó. Đấy, và là tiếng nói của đồng chí rất có trọng lượng vì đồng chí là thứ nhất là người gương mẫu, đấy, nói được, làm được. Đấy, và tập trung vào công việc công của bản, của xã là chính. Ngoài ra thì đồng chí sẵn sàng giúp đỡ mọi người dân trong bản. Đấy, về cả kể cả những cái nhỏ nhất như là giúp cho người nghèo những cái bữa ăn, không cho đến là những cái việc lớn như dựng rào, dựng cửa, đồng chí đều có mặt. Là người con của bản thì tôi cũng phải cố gắng là muốn chuyển đổi cái cơ cấu cây trồng vật nuôi, tuyên truyền bà con để hiểu rõ, để cái làm nuôi con gì, trồng cái gì để có hiệu quả, xóa được đói, giảm được nghèo cho bà con. Đến bản bó xã Suối Bằng hôm nay, nhìn những ngôi nhà khang trang, những tuyến đường bê tông mới, những đàn gia súc lớn đã khắc họa rõ nét về bức tranh quê hương nhiều đổi thay. Tin tưởng rằng với sự quan tâm của các cấp, sự đoàn kết của nhân dân và những đóng góp không nhỏ của trưởng bản Mùi Văn Thiên, bản bó sẽ không ngừng phát triển, đời sống nhân dân sẽ ngày càng ấm no, hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, sau 10 năm thành lập và phát triển, với bộn bề khó khăn, thách thức đan xen, nhưng huyện Vân Hồ đã tận dụng có hiệu quả những lợi thế sẵn có trên các lĩnh vực, nhất là nông nghiệp và du lịch, để kêu gọi các doanh nghiệp, tập đoàn, công ty có tiềm năng đầu tư vào địa bàn. Thông qua nhiều giải pháp cụ thể và linh hoạt trong giải quyết thủ tục hành chính, cộng đồng doanh nghiệp đã yên tâm đầu tư và đồng hành cùng địa phương trên chặng đường phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Năm 2021, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, nhất là những tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, huyện Vân Hồ đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng và duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh. Tích cực tham gia quảng bá tiềm năng, giới thiệu tiềm năng, lợi thế của huyện thông qua tiếp xúc trực tiếp với đại diện các doanh nghiệp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp đến khảo sát địa bàn, tìm kiếm cơ hội đầu tư, tăng cường quản lý quy hoạch, xây dựng các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế xã hội. Đáp lại sự ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi của cấp ủy chính quyền địa phương về mặt thủ tục hành chính, thời gian và tiếp cận địa bàn, tìm hiểu phong tục tập quán, lợi thế khí hậu, thổ nhưỡng vùng miền. Hợp tác xã Mộc Vân Green đã lựa chọn bản Suối Lìn, xã Vân Hồ là nơi đóng chân và hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt, chăm sóc cây giống nông nghiệp, buôn bán nông sản và chăn nuôi hỗn hợp. Sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, tổng doanh thu 1 năm của hợp tác xã đạt khoảng 6 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân 5 triệu đồng trên người trên tháng. Đáng chú ý là việc triển khai tiểu dự án phát triển chuỗi rau sạch theo tiêu chuẩn Việt Gáp thuộc dự án GRED đã thu hút trên 200 hộ nông dân trên địa bàn các xã Vân Hồ, Triềng Khoa, Triềng Yên tham gia. Chủ yếu sản xuất rau bắp cải, cải thảo, cà chua với tổng diện tích 350 ha. Sản lượng đạt 300 tấn trên năm, tổng doanh thu đạt 1,5 tỷ đồng. Ở Vân Hồ có rất nhiều tiềm năng để phát triển nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, để bởi vì ở đây có các cái điều kiện khí hậu, thời tiết ưu đãi. Chúng tôi đã thành lập một cái hợp tác xã trong cái khuôn khổ của cái dự án GRED để gắn kết bà con nông dân, triển khai các cái mô hình trồng rau, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và sản xuất các cái rau chất lượng cung cấp cho thị trường Hà Nội. Và huyện cũng tạo điều kiện cho các cái chính sách tốt nhất để có các cơ sở hạ tầng phát triển gắn kết với bà con nông dân. Chúng tôi cũng mong muốn làm sao chính quyền địa phương kết nối được cho chúng tôi với cả người nông dân để có phương tiện như đất đai, vật tư, làm sao chúng tôi có đủ sản phẩm để cung cấp cho thị trường. Tôi tham gia vào hợp tác xã cũng được 3 năm rồi và mức lương của tôi cũng được 5 triệu một tháng và tôi cũng thấy thỏa mãn vì công việc này với tôi. Bên cạnh những lợi thế về nông nghiệp, Vân Hồ còn được biết đến là địa phương nằm trong quy hoạch tổng thể khu du lịch quốc gia Mộc Châu với những thắng cảnh nổi tiếng như Hồ Sông Đà, Thác Triềng Khoa, Suối Nước Nóng Triềng Yên, khu rừng già Xuân Nha, Pa Cốp, hay hang mộ tạng mè đầy kỳ bí có niên đại hàng nghìn năm. Đây cũng chính là điểm thu hút các doanh nghiệp đến khám phá và đầu tư vào mảnh đất giàu tiềm năng này.
nằm ngay trên tuyến quốc lộ 6 thuộc địa phận bản Triềng Đi 1, xã Vân Hồ. Hơn một năm qua, điểm du lịch cộng đồng Vigolando của công ty cổ phần KST Việt Nam đã đi vào hoạt động và thu hút nhiều lượt khách du lịch dừng nghỉ ăn uống trong hành trình trải nghiệm khám phá Vân Hồ nói riêng, Tây Bắc nói chung. Điểm du lịch cộng đồng Vigolando chuyên phục vụ các dịch vụ lưu trú ngắn ngày, ăn uống và nhận điều hành các tour du lịch với phong cách chuyên nghiệp. Hiện nay, phía công ty đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành khu nhà nghỉ dưỡng với 60 phòng và các dịch vụ tổng hợp, khu vui chơi giải trí đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Qua cái quá trình khảo sát ở cái địa bàn này thì ban lãnh đạo công ty cảm thấy cái địa bàn này là một địa bàn là rất là tiềm năng để phát triển về các cái lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng. Mục tiêu lớn hơn đó là phục vụ cho các cái du khách nước ngoài để cái Việt Nam mình có cái điểm tham quan, đưa các dự án đến đây để cũng có trách nhiệm để thúc đẩy cái nền phát triển kinh tế chung của địa phương của huyện Vân Hồ, và cũng mong muốn là sẽ tạo được công ăn việc làm cho lực lượng là lao động ở địa phương. Hiện nay huyện Vân Hồ có tổng số 79 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có 35 công ty cổ phần, 15 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, 25 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên trở lên và 4 doanh nghiệp tư nhân. Các doanh nghiệp hoạt động đa dạng trên các lĩnh vực sản xuất và chế biến nông sản, khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng, dân dụng, du lịch, lưu trú, xăng dầu. Bên cạnh đó, huyện cũng quan tâm phát triển, khuyến khích thành lập mới và duy trì hoạt động 61 hợp tác xã, trong đó có 40 hợp tác xã trồng trọt, 5 hợp tác xã chăn nuôi, 2 hợp tác xã lâm nghiệp, 7 hợp tác xã thủy sản, 2 hợp tác xã nước sạch nông thôn, 5 hợp tác xã tổng hợp với tổng doanh thu năm 2020 đạt 39 tỷ 865 triệu đồng. Bình quân một hợp tác xã đạt 700 triệu đồng trên năm. Một số hợp tác xã đã xây dựng thành công các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tiêu biểu như mô hình trồng lúa tẻ dâu tại xã Song Khùa với quy mô 30 ha, mô hình cam vinh, cam canh, xoài tại các xã Triềng Xuân, Vân Hồ với quy mô 14 ha, mô hình rau an toàn tại xã Vân Hồ với quy mô 5 ha. Tính riêng từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn huyện đã có 23 nhà đầu tư đề xuất lập dự án xin ý kiến tham gia của huyện. Có 2 dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, nâng tổng số lên 48 dự án. Đồng hành cùng địa phương trong phát triển kinh tế xã hội, thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện cũng tích cực tham gia công tác xã hội, thường xuyên đóng góp, ủng hộ hàng trăm triệu đồng chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo với mong muốn được chia sẻ, giúp đỡ các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Thực hiện chính sách thu hút đầu tư chung theo chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban và huyện ủy thì huyện đã triển khai hoàn thiện các quy hoạch, từ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đất đai. Thì quy hoạch xây dựng thì nó sẽ phục vụ cho cái việc thu hút các đầu tư, các nhà đầu tư vào trong lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng. Thứ hai, quy hoạch sử dụng đất thì làm cơ sở để bố trí các nguồn lực và cân đối nguồn lực đảm bảo giữ được cái mục tiêu phát triển của huyện là nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch và thương mại du lịch. Cái thứ ba là đồng thời việc xây dựng thì công khai toàn bộ các quy hoạch ấy để mọi nhà đầu tư được biết, lắm và đăng ký nhu cầu đầu tư. Đối với trách nhiệm chủ của chủ thể quản lý thì huyện sẽ từng bước xây dựng một cái nền công vụ hiện đại theo cái mục tiêu là phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thì ở đây sẽ lồng ghép nhiều mục tiêu từ công tác cải cách hành chính, rồi tác phong phục vụ, rồi cung cấp thông tin, hướng dẫn thông tin, phối hợp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp làm sao mà rút ngắn cái thời gian cũng như trình tự thủ tục của người dân và doanh nghiệp, các hợp tác xã đến làm việc và có mong muốn đầu tư trên địa bàn. Sự quan tâm, động viên, hỗ trợ kịp thời của cấp ủy chính quyền địa phương đã tạo động lực để doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục tin tưởng, có những hướng đi phát triển bền vững. Về phía cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân cũng đã và đang nỗ lực hết mình, góp sức cùng huyện Vân Hồ từng bước phục hồi, ổn định tình hình kinh tế xã hội trong bối cảnh dịch bệnh, tạo khí thế và động lực mới trong chặng đường phát triển tiếp theo. Minh chứng rõ nét nhất đó là ngày càng có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn đến tìm hiểu và đầu tư vào địa bàn, phát triển, sản xuất, kinh doanh trở thành động lực quan trọng, đưa huyện Vân Hồ sớm thoát khỏi huyện nghèo, xứng đáng là huyện cửa ngõ của tỉnh Sơn La. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trang cơ sở huyện Vân Hồ phát trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.